nằm trong kế hoạch phục hồi và kích cầu hoạt động du lịch Hưng Yên. Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Hưng Yên đang có những hoạt động xúc tiến và quảng bá du lịch Hưng Yên tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam VITM Hà Nội năm 2022. VITM 2022 do Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức diễn ra từ ngày 31 tháng 3 đến ngày 3 tháng 4 với chủ đề Bình thường mới, cơ hội mới cho du lịch Việt Nam với sự tham gia của các doanh nghiệp, cơ quan quản lý xúc tiến du lịch đến từ 52 tỉnh thành trong cả nước và 6 quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới. Hội chợ có quy mô 320 gian hàng với chủ đề Du lịch Hưng Yên, điểm đến hấp dẫn. Gian hàng Du lịch Hưng Yên trưng bày giới thiệu và cung cấp đến khách tham quan về các điểm du lịch, chương trình tour, lễ hội truyền thống, sản phẩm làng nghề, đặc sản ẩm thực nổi tiếng và đó quảng bá tiềm năng du lịch của tỉnh Hưng Yên nhằm phục hồi và phát triển du lịch với mục tiêu đón khoảng 500.000 khách du lịch trong năm nay.